Lê Sang Anh, sinh năm 1985, là một nhà thiết kế game có sức ảnh hưởng tới cộng đồng kể từ khi anh ra mắt game mobile Chiến binh CS vào năm 2014. Trên Facebook cá nhân của mình, anh vừa đăng tải một bài viết với tựa đề "Xin được bản thân". Tôi tên Lê Giang Anh, hiện làm trong mảng phát triển game. Do cần tiền để điều trị bệnh cho mẹ, nên xin được bán sức và khả năng của tôi để đổi lấy một khoản vay. Mẹ tôi bị bệnh ung thư phổi giai đoạn 4 đã hơn 2 năm. Ban đầu, điều trị bằng thuốc miễn dịch có kết quả khả quan, nhưng rồi hết tiền điều trị nên phải dừng thuốc. Được hơn 3 tháng thì bệnh trở nặng trở lại. Do đã bán hết tài sản, kể cả căn nhà ở quê, và vay mượn từ trước rồi nên tôi xin đăng bài này. Anh cho biết mình cần vay từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng để tiếp tục điều trị cho mẹ và trả nợ. Số tiền còn lại, Giang Anh mong muốn sẽ trả dần bằng cách làm việc cho chủ nợ. Xác thực với báo điện tử VTC News, Giang Anh khẳng định đây là thông tin do chính anh đăng tải. Nhà phát triển game 8X xác định sẽ làm việc cho người mình vay tiền từ 1 đến 5 năm cho đến khi trả hết nợ và lãi. Tôi sẽ làm việc cho anh chị nào cho vay với 1/2 mức lương anh chị trả cho vị trí đó. Hoặc tôi có thể đảm nhiệm 2 đến 3 vị trí với một mức lương. Tôi làm việc trung bình mỗi tuần khoảng 90 đến 100 giờ nên đảm bảo có thể làm tốt công việc. Tiền lương xin trừ dần vào khoản vay. Kèm theo bài viết, Lê Giang Anh cũng đăng tải hồ sơ năng lực tóm tắt của mình. Sở hữu tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA, Giang Anh có kinh nghiệm 5 năm làm việc cho một công ty của Pháp, 6 năm làm CEO công ty Joy Entertainment, hơn 2 năm phụ trách các dự án liên quan đến sản xuất, kinh doanh, tiếp thị, quản lý thuộc về lĩnh vực game, ứng dụng điện thoại. Mẹ của Lê Giang Anh được phát hiện khối u ác tính ở phổi cách đây 2 năm, và từ đó đến nay, anh coi việc chữa trị cho mẹ là mục đích sống của mình. Tuy nhiên, suốt thời gian này, anh luôn tự trách bản thân vì cho rằng mình là con trai duy nhất mà không có tiền chữa bệnh cho mẹ là mang tội bất hiếu, khó tha thứ. Hiện tại, bài viết xin được bán thân của Giang Anh đã nhận được hơn 3.700 lượt chia sẻ. Nhiều người đã cổ vũ, động viên chàng trai vững lòng trong cuộc chiến còn dài. Nhiều người đã chuyển những khoản tiền đến hỗ trợ cho anh.